giờ mình chờ. Rồi, đúng rồi. Giờ mình chờ để mình qua đường ha. Diary Art 4 với lại Webtimer. Mình đang ở trên đường Webtimer, mình chuẩn bị mình vào trái ở Diary Art 4. Đang trên đường Diary Art 4 ha. Ở bên trái này là nhà Hoàng Vĩnh gì? Vĩnh Cửu, Vĩnh Phước, không biết. Fresh sushi à? Không, Robin Bar Ichi. Robin Bo. Mm-hmm. Ramen. Còn 17 phút nữa mới qua cửa, đi qua chợ Nhật tham gia tham quan. Đậu xe ở đây đi.